mua màu hiếm này. Đây là một em màu hiếm này, xám đá đực nhá. Giá 1,5 triệu này. Đấy, xám đá đực giá 1,5 triệu. Nhìn cũng rất là ok luôn. Đấy. Rồi, rồi. Em vàng xám là ở khu trên này cơ. Đấy. Đâu rồi nhỉ? Đây đây đây, vàng đây. Đây em này thì 1,1 triệu không nhá. Con này 1,1 triệu anh nhỉ? Này lưỡi không đốm à? Đây, chó chân rất khỏe luôn. Chân hùm gót đạn. Bàn chân trụ. Đuôi xù nhá. Có một tí lông xám nhưng lớn lên nó vẫn là vàng hết các bác nhá. Đấy, lớn lên vẫn vàng hết chứ không phải là vàng bình xám đâu các bác nhá. À. Đúng rồi, lưỡi hồng hết các bác. Lưỡi hồng. Đấy. Này có hôm này có vàng đực nhiều. Hôm này có vàng cái nhiều các bác. Em khoang này thì có con khoang 1,000,000 anh nhỉ? 800 rồi à? À, giờ 800. Đấy, khoang 800 con nhé. Khoang rất đẹp luôn. Đấy. Nhất vệ nhì vàng tam khoang tứ đốm. Tứ đốm con nhé. Đây còn hai em này là cũng đực đến này. Em đen nâu, nâu đen ở trong này cũng là đực nhá các bác nhá. Con này bao nhiêu tiền bà? 1,5 triệu à? Con này con sói sói này. Con này 1,000,000. À. À con này thì 1,000,000. Con này con cái à? Cái 4 mắt. Nhìn hay chưa? Đây em này nhìn lưỡi nhìn như quýt. Đây em phải tháo cái chân ra không là nó bị lắc quá. Cầm tay cho nó dễ. Con này không có đuôi, con kia có đuôi các ạ. Ôi quả đào đúng không? Vâng, như vậy là em đã cùng các bác đi tham quan chợ chó Bắc Hà và hỏi giá chó, các loại chó ở chợ Bắc Hà rồi. Thì các bác thấy hội giá tuần này như thế nào thì các bác để lại bình luận xuống bên dưới nhé. Và các bác nào mà chưa tìm được chú cún nào ưng ý thì có thể kết bạn qua số Zalo để số Zalo mà em vừa mới để phần chat trực tiếp đấy. Vâng. À, số điện thoại 0986 298 092 hoặc số điện thoại 0972 386 270 hoặc hai số các bác nhé. Các bác nào chưa nghe rõ có thể tua lại video để các bác đọc lại và ghi lại số điện thoại của mình và kết bạn Zalo để xem chó nhé. Đấy. Toàn chó đẹp thôi các bác nhé. Đây đây khu vực này. Đấy, toàn xù cái, xù nâu cà phê, dòng nâu cà phê đây. Đấy. Như con gấu toàn em nào cũng như con gấu luôn hết các bác ạ. Đấy.